làm sao mà bạn có thể biến đổi nó thành một cái thói quen và để cho đầu óc của mình suy nghĩ theo cái hướng tích cực đó, thì bạn sẽ dần dần tự tin lên. What's up guys, welcome back to my channel. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào. Và hôm nay Hào muốn nhấn mạnh một vấn đề mà có thể đó là một vấn đề mà Hào đã phải trải qua và học hỏi rất nhiều trong từng năm tháng. Làm sao chúng ta có thể tăng lên sự tự tin và tránh được tình trạng socially awkward. Vậy thì để hiểu được socially awkward thì Hào sẽ lấy một ví dụ nhé. Có bao giờ mà bạn đi vào một cái event hoặc là một cái đám đông mà bạn cảm thấy mình rất là ngại ngùng và lúng túng, chỉ nép vào một góc và không nói chuyện với ai? Có khi là có người nào đến mà nói chuyện với bạn thì bạn cũng sẽ chẳng biết nói cái gì, cũng như là mình sẽ cứ lắp ba lắp bắp. Khi mà đi về nhà đó thì cứ suy nghĩ là tại sao mình lại ngờ nghịch và lúng túng như vậy, rồi trở nên là rất là mắc cỡ. Khi mà ai mà lại bắt chuyện với mình, nói chuyện, mình suy nghĩ, rồi tự nhiên là chữ nó bay đi đâu mất tiêu, thì đó có thể gọi là socially awkward. Hồi khi mà còn nhỏ đó, hay là một đứa trẻ rất là hay mắc cỡ. Khi mà chơi với những đứa bạn trong xóm á, thì họ lại lúc nào cũng bị tụi nó ăn hiếp. Mà lúc đó mình rất là lúng túng, rất là khờ, rất là ngại và mắc cỡ, thì dễ bị tụi nó ăn hiếp và dễ bị tụi nó hả chơi những cái trò rất là xấu mà chỉ đi biết đi về nhà và khóc lóc và mét với mẹ và với bà thôi. Khi lớn lên đó thì khi mà đi vào lớp 6 á, thì họ bắt đầu tự nhiên cái nổi máu lên, xung phong vào đội văn nghệ của trường, rồi tham gia các hoạt động đoàn, rồi ứng cử cho bí thư đoàn trường nữa. Thì lúc đó Hào mới cảm giác là thực sự mình không có đến mắc cỡ đến mức độ đó đâu, chỉ là do mình chưa dám thử và mình không muốn thử, mình chưa dám đi ra khỏi comfort zone của mình để mà xem coi mình có thể thử thách bản thân mình và có thể làm được cái điều mà những người khác làm hay không. Sau này thì cái cơ duyên mà để Hào đi làm đó thì là Hào lại làm ở nhà hàng. Công việc của Hào đó là giao tiếp với rất là nhiều người trong một ngày, thế là từ đó là cái khả năng tiếng Anh cũng như là cái khả năng giao tiếp của Hào nó phát triển nhiều hơn. Hào nghĩ là khi mà bạn tự tin giao tiếp với đám đông á, và ngay cả tự tin về chính bản thân của mình á, thì đó là một lợi ích. Và cái lợi ích đó sẽ đem đến cho bạn rất là nhiều những lợi ích khác, như là networking, những mối quan hệ tốt cho công việc của bạn. Hào có những cái tips mà Hào đã rút kết được những kinh nghiệm trong những năm qua mà có thể chia sẻ với tất cả các bạn. Và Hào biết những cái tips này là những cái ý kiến rất là cá nhân và chủ quan. Nếu như bạn nào có những cái ý kiến khác hoặc là bạn có thể chia sẻ thêm, thì đừng quên là để lại những cái comment ở dưới cho mọi người cùng xem và chia sẻ với nhau nhé. Nếu mà chúng ta nói là tôi muốn tự tin, tôi cần tự tin, tôi phải như thế nào đó để tự tin hơn, thì bây giờ các bạn cứ suy nghĩ nhé, mình sẽ lấy cái chữ cần, phải, muốn ra một bên và các bạn chỉ nói tôi tự tin. Và khi mà bạn nói như thế đó thì đã là một cái nguồn động lực rất là lớn cho chính bản thân mình rồi. Bạn khẳng định rằng bạn tự tin thì tự nhiên con người của bạn nó sẽ tự tin và nó cái bộ não của bạn sẽ nhận thức rằng bạn là một con người tự tin và bạn sẽ không có phải hỏi mình rằng mình có tự tin hay không hay là mình đã thiếu tự tin như thế nào. Không, tôi tự tin. Các bạn nhớ nhé. Và một điều tại sao mà bạn nên tự tin về chính bản thân mình, vì nếu như bạn là một con người không phải là một người xấu, không người phạm tội, bạn đi làm, bạn có công việc, địa vị xã hội đàng hoàng và bạn là một người công dân tốt, thì dĩ nhiên là bạn nên tự tin về điều đó. Mà cái điều này á là cần phải thực hành nhé, chứ không phải là nói một ngày, một buổi là xong. Các bạn cứ nhớ là ngày nào mình cũng phải nói với chính bản thân của mình là tôi là người tự tin. Cái điều này nó sẽ áp dụng vào những cái khía cạnh trong cuộc sống mà bạn đang muốn luyện tập cái đầu óc của bạn và tư duy của bạn suy nghĩ theo cái hướng tích cực hơn. Nếu mà nói chuyện trước gương á thì mình cứ nghĩ là mình đang rất là tự kỷ, nhưng mà thật sự á, Hào nghĩ khi mà nói chuyện trước gương á, mình có thể thấy được cái vẻ mặt của mình có thể cảm thấy được cái nụ cười của mình biểu cảm ra sao và mình có thể nghe được giọng nói của mình. Và một điều rất là quan trọng đó là khi mình nói chuyện trước gương và mình ở nhà đó, thì mình sẽ ở một nơi mà rất là thoải mái để có thể bộc lộ và biểu cảm chính bản thân của mình. Rồi sau đó bạn có thể dùng cái điện thoại hay là cái camera để mà quay lại những cái khoảnh khắc đó, thì khi mà mình xem lại á thì mình sẽ cảm thấy rằng mình rất là mắc cỡ khi mà mình thực hiện những cái điều đó. Ngay cả bây giờ Hào làm YouTube á, các bạn biết Hào thường Hào không có coi cái những tập YouTube mà Hào làm tại vì Hào thấy mắc cỡ lắm. Hào thấy nhiều lúc mình mắc cười ở trên video lắm, nhưng mà làm YouTube như thế này cũng là một cái công cụ mà giúp cho Hào có thể tự tin hơn và cái cách nói chuyện của mình cũng như là cách giao tiếp của mình nó sẽ tốt hơn. Nên Hào thực sự là các bạn nói như vậy thôi, nhưng mà thực sự là Hào cũng là bắt mình coi YouTube của mình coi đi coi lại hoài để coi mình có thể làm tốt hơn ở như thế nào, mình có thể nói chuyện tốt hơn làm sao để có thể thu hút nhiều người xem cái YouTube của mình hơn. Thì tại sao bạn không thử tự nói trước gương, tự record lại những cái gì mình làm, thì khi đó mình sẽ tổng hợp được, mình sẽ lượm nhặt được và mình sẽ xem được chính bản thân mình trong đó.
chọn lựa một bộ trang phục phù hợp với mình khi ra đường đó cũng là một điều rất là quan trọng. Ví dụ như Hảo thích màu đen thì Hảo rất là có nhiều đồ màu đen. Các bạn có tin là cái màu sắc nó sẽ có thể quyết định được cái cảm xúc của mình không? Hảo nhớ ngày xưa đó Hảo có chụp một cái bộ ảnh khi mà Hảo mới có 20 tuổi đó. Hảo có ba màu áo, màu vàng, màu xanh và màu đỏ. Thì khi mà Hảo màu vàng đó, là màu vàng là cái màu Hảo rất là thích. Hảo thích màu vàng và màu đen. Thì màu vàng nó làm cho họ cảm thấy rất là sung sức và mình có thể thay đổi kiểu dáng và ánh nhìn này nọ vào camera. Thì họ chuyển cái màu đỏ thì màu đỏ cũng ok, các bạn cũng không có gì là ghê gớm quá so với màu vàng. Nhưng mà cái mắc cười nhất là khi mà họ bẩn cáo màu xanh á, tự nhiên nó bị vô duyên mà nó bị quê một cục luôn, các bạn không hiểu là mình đang làm cái gì, rồi tự nhiên là không có chụp được nguyên một cái suột đó luôn, là không chụp được cái gì hết. Thì cuối cùng mình đã cái hình để chọn nó chỉ toàn là áo màu vàng và màu đỏ thôi, màu xanh chắc chỉ được 1-2 tấm thôi. Thì các bạn thấy không, cái màu sắc và cái trang phục mình mặc cũng có thể là một cái yếu tố quyết định làm nên cái sự tự tin của mình. Các bạn có bao giờ đi thử đi ăn một mình nè, đi xem phim một mình và cũng như là đi du lịch một mình? Tại sao lại nói ra cái điều này? Tại vì Hảo là con người mà không bao giờ dám lết xác ngoài đường đi ăn, đi xem phim hoặc là đi ngồi uống cocktail một mình. Nhưng mà Hảo đã từng làm rồi. Còn đi du lịch nữa. Các bạn biết không, cái lần đầu tiên mà đi á, trời ơi nó awkward, là nó lúng túng mà nó mắc cười đến mức độ là Hảo chỉ ngồi một mình ở trong quán bar mà không làm gì hết, chỉ là co rúm như thế này và không có thể nào mà nói chuyện, tiếp chuyện với ai, ai nói chuyện với mình, cảm thấy nó vô duyên. Rồi lần đầu tiên đi coi phim một mình á, coi bộ phim 30 phút rồi đi về, tại vì thấy tự nhiên thấy vô duyên. Mà trong khi các bạn biết không, tự mình cảm thấy mình vô duyên chứ chẳng có ai mà nghĩ là mình vô duyên cả. Nhưng mà sau này á, khi mà đi qua Mỹ rồi thì cuộc sống chỉ có một mình thôi, thế là làm gì cũng một mình hết. Rồi Hào cũng tự dẫn mình đi ăn một mình, tự đi xem phim một mình. Rồi có một lần đó là Hào đi sinh nhật của Hào năm 2017, Hào đi Barcelona, Hào đi Barcelona một mình. Các bạn biết là lần đầu tiên đi nước ngoài một mình là đi Mỹ đúng không? Thì lần thứ hai mà đi nước ngoài mà đi du lịch một mình, cái cảm giác nó rất là hồi hộp. Mà lúc mắc cười nhất là đi Barcelona là người ta nói tiếng Tây Ban Nha. Thì Hào chỉ biết tiếng Anh, thì cũng có nhiều người biết nói tiếng Anh, nhưng mà đâu có phải là ai cũng biết nói tiếng Anh đâu. Thì tới cái lúc mà đi mua tàu điện, vé tàu điện xe lửa đó các bạn, mà cái thì các bạn biết là nó cũng có tiếng Anh, nhưng mà đâu có hiểu. Giống như là cái mỗi một cái đất nước thì cái hệ thống nó khác nhau, đâu có hiểu gì đâu. Rồi tự nhiên á, đi vô đứng đó rồi cái xong cái cũng chạy lại cái chỗ mà mấy người soát vé hỏi người ta bằng tiếng Anh thế nào. Cái bà đó bà chạy ra bà chỉ Hào, bà ấy nói với Hào tiếng Tây Ban Nha, Hào nói với bà tiếng Anh. Cái xong cái Hào tiếp tục nói tiếng Anh luôn, Hào chỉ. Cái bà không hiểu gì hết, cái bà nói tiếng Tây Ban Nha, bà đi ra chỗ khác luôn các bạn. Cái tự nhiên cái Hào cảm thấy rất là lúng túng, mà chưa hết nha, đằng sau cái giờ đó giờ cao điểm, đằng sau thì biết bao nhiêu người xếp hàng. Thì lúc đó mình rất là lúng túng, nó chết cha rồi, biết bao nhiêu người đằng sau mình đứng mà hả xếp hàng, mà giờ cao điểm nữa, là mồ hôi một kê chảy nhễ nhại, mà trong khi đó không biết làm sao. Nhưng mà các bạn thấy không, hên quá, đứng bấm một hồi cũng ra, thế là đã có vé và đi lên tàu. Khi đi du lịch một mình á, thì bạn sẽ có thể có cơ hội gặp được những cái người bạn ở những cái đất nước khác, những cái phương xa khác mà mình chưa bao giờ gặp. Tự nhiên mình sẽ vào một cái hoàn cảnh mà mình bắt buộc mình phải nói chuyện với người ta, và tự nhiên mình sẽ cảm giác là mình có thêm cái sự kết nối. Thì những cái cuộc trò chuyện và gặp mặt đó, nó sẽ nó trở nên rất là tự nhiên, giống như là những cái thứ mà mình không bao giờ mà tính trước á, thường nó xảy ra nó sẽ vui hơn và nó náo nhiệt hơn. Make eye contact có thể hiểu đơn giản là mình phải nhìn người khác khi mình nói chuyện. Bởi vì nếu như mình không nhìn họ thì họ có thể nghĩ rằng mình không có đang chú tâm vào cuộc nói chuyện, hoặc là không để ý vào những gì mà họ đang nói. Người ta nói là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đúng không? Thì khi mà bạn mở cửa sổ tâm hồn của mình cho người khác vào á, thì người ta sẽ làm lại cái điều tương tự. Thì khi đó đó cái cuộc nói chuyện nó sẽ đồng điệu hơn. Cái điều quan trọng nhất khi bạn ở dưới một cuộc trò chuyện với những người khác đó là lắng nghe. Bởi vì khi mà lắng nghe thì mình sẽ hiểu được người ta đang nói cái gì, cũng như là có những cái mấu chốt mà nếu bạn là một cái người mà không tự tin hoặc là không giỏi về giao tiếp á, thì bạn có thể nắm được những mấu chốt đó. Bạn thấy bản thân mình trong đó, mình có thể liên tưởng với những điều mà người ta nói. Giống như là YouTube của Hào này các bạn, lý do mà Hào nói các bạn thường là để những comment cũng như là những cái gì mà bạn muốn chia sẻ. Bởi vì khi nếu mà bạn xem YouTube của Hào thì bạn sẽ thấy Hào nói cái gì, rồi cái gì mà đúng và cái ý
của bạn, hay là bạn thấy không đúng với cái ý của bạn, bạn thấy cảm giác như là bạn muốn chia sẻ, thì bạn sẽ để lại những comments. Mà đúng là họ mới làm thì họ không có nhiều comments lắm, nhưng mà những cái video gần đây á có rất là nhiều tương tác. Đó là cái điều mà mình nên, bởi vì các bạn lắng nghe những gì Hào nói và Hào lắng nghe cái những gì bạn nói. Rồi khi mà chúng ta chia sẻ những cái điểm chung với nhau á, thì tự nhiên cái cuộc nói chuyện nó sẽ cảm thấy thú vị hơn. Thì cái người đối phương sẽ cảm thấy bạn là một người rất là thú vị, và những cái điểm chung của các bạn á, nó sẽ xếp hàng với nhau. Thì khi đó một câu chuyện nhỏ nó sẽ có thành một những câu chuyện lớn, và những câu chuyện lớn hơn nữa thì khi đó chúng ta sẽ có thêm được rất nhiều bạn. Và cái khả năng giao tiếp của mình với những người khác ở trong đám đông á, nó sẽ được tiến triển hơn và tiến bộ hơn. Hy vọng những cái tips này có thể giúp cho bạn có thể tự tin hơn. Bạn nào đã tự tin rồi thì đây có thể là một cái video mà có thể refresh lại cái sự tự tin của mình, giúp cho các bạn có thể tự thể hiện mình trước đám đông để tạo ra được những cái mối quan hệ về đối tác làm ăn, có thể là kết thêm bạn, cũng như là chúng ta có thể hiểu hơn được về chính bản thân của mình. Và video đến đây cũng đã hết rồi. Nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên là để lại những comment cho Hào. Chúng ta sẽ có nhiều tương tác với nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.